Yo 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 yo, hello anh em, hay hay. Chào mừng em quay trở lại với Genshin Impact và channel của mình. Lại là mình đang rất nghiêm túc đây, hello anh em. Hôm nay khi mình mở Facebook lên thì mình thấy có một số anh em đã đăng bài về việc là phải xác thực căn cước công dân khi chơi Genshin Impact bản phân tab. Sau đó thì khi mình mở phần fanpage của mình lên thì cũng thấy có một anh em liên hệ vào inbox trực tiếp để hỏi về cái vụ này. Nói chung là đang chơi bình thường mà hiện ra cái form hỏi những cái thông tin cá nhân như thế này thì mình nghĩ rằng là khá nhiều người chơi, có thể nói là rất nhiều người chơi sẽ hoảng loạn đúng không nào? Tại sao nó lại hiện ra như thế này? Và làm như thế nào để điền được thông tin chính xác cho những trường hợp như thế này? Và điền thì có sao không và không điền thì có sao không? Có rất nhiều câu hỏi về chuyện này. Thì đầu tiên phải nói với anh em là mình chơi trên máy tính và mình không gặp cái tình trạng này. Cho nên là những cái phần thông tin mình cung cấp cho anh em về phía sau đây nó không phải là thông tin đến từ nhà phát hành và cũng không phải là thông tin đến từ fan tab mà chỉ là thông tin mà mình cập nhật, là những thông tin mà mình tìm kiếm được trên mạng xã hội và cũng như là những thông tin từ người dùng phản hồi lại cho mình thôi. Với trường hợp này, nếu như anh em muốn điền thông tin chính chủ vào thì anh em hãy ghi đúng họ tên, ngày sinh. Về cái phần ngày sinh này thì thường là anh em sẽ ghi theo kiểu là ngày trước, tháng sau và năm đúng không? Nhưng mà với cái form này, nhấn mạnh là với cái form này thì anh em phải ghi là tháng trước, ngày sau. Về cái phần thông tin là ghi tháng trước, ngày sau thì mình cũng nhờ đọc bình luận của mọi người mới biết. Mình đã trả lời bạn ấy là trên Facebook nhiều người bảo đảo lại ghi tháng trước, ngày sau thì được. Và sau khi bạn ấy thử lại thì cũng đã có thể điền được cái phần thông tin ngày sinh này. Tiếp theo chúng ta đến với phần câu hỏi quan trọng, đó là chúng ta có nên ghi chính xác cái phần thông tin chính chủ ở đây không? Phần căn cước công dân. Thì mình nghĩ rằng là có thể là nên ghi đúng vào, bởi vì nếu như ghi đúng vào thì nó cũng sẽ không làm hại gì đến anh em cả. Chính chủ thì luôn là tốt nhất mà. Đến đây thì nó sẽ nảy sinh ra câu hỏi rằng là liệu rằng nếu như tôi ghi đúng cái căn cước công dân vào thì khi bị mất tài khoản, khi bị hack chẳng hạn thì có thể dùng căn cước công dân lấy lại không? Thì mình nghĩ rằng là nếu như họ có lưu cái phần thông tin này thì biết đâu đấy nó có thể là cái phần thông tin đáng tin cậy để có thể lấy lại. Nó chỉ là cái suy đoán của mình thôi. Và cũng có nhiều người nghĩ như vậy, họ cho rằng là cái việc thu thập căn cước công dân này ngoài nhiều lý do khác ra thì nó có thể giúp người chơi bảo mật tài khoản và ủng hộ cái động thái này. Tuy nhiên ở hướng ngược lại thì cũng nhiều người cho rằng là thực sự fan tab làm như thế này chỉ để hạn chế trẻ em chơi game thôi. Còn việc có dùng được cái căn cước công dân để lấy lại tài khoản hay không thì không chắc lắm. Hiện tại thì có những ý kiến như vậy để anh em tham khảo nhé. Cá nhân mình thì mình nghĩ rằng là không nên quá phụ thuộc vào những cái phần thông tin này mà nên bảo mật tài khoản cũng như là những cái thiết bị của anh em cho tốt. Máy tính thì nên cài những cái phần mềm diệt virus và không nên đăng nhập vào những cái link lạ, những cái mà anh em nghi rằng là sẽ có công cụ để ăn cắp tài khoản. Bảo vệ như thế trước thì nó sẽ tốt hơn. Về những trường hợp mà người chơi còn nhỏ tuổi chưa có căn cước công dân chính chủ ấy, anh em cũng đừng lo, bởi vì theo quy định mới của Bộ Công an kể từ ngày 1/7/2024, trẻ em Việt Nam từ 6 đến dưới 14 tuổi đã có thể được cấp thẻ căn cước công dân theo yêu cầu, theo nhu cầu để thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân. Thì người đại diện hợp pháp của game thủ sẽ yêu cầu đề nghị cấp thẻ căn cước qua cổng dịch vụ của Bộ Công an. Thủ tục này được thực hiện trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian và nói chung là thuận tiện. Về thủ tục cấp căn cước công dân cho trẻ dưới 14 tuổi thì mình đã từ Google và đã ra rất nhiều trang. Trong đó thì mình vào trang đầu tiên có hướng dẫn theo mình thấy là cũng khá rõ ràng với các bước ở đây. Bước 1 thì truy cập vào đường link như thế này. Bước thứ 2 thì chọn đăng nhập. Số 3, đăng nhập tài khoản công dịch vụ quốc gia. Vân vân mây mây, có rất nhiều bước ở đây. Và đã được hướng dẫn một cách rất cụ thể trên rất nhiều trang web rồi nhé anh em, có thể làm trực tuyến được. Mình nghĩ bắt đầu từ bây giờ thì với những người chơi nhỏ tuổi nên học hành chăm chỉ cũng như là tỏ ra ngoan ngoãn để có thể yêu cầu làm cái phần căn cước công dân này một cách thuận lợi hơn từ các bậc phụ huynh. Nói chung là khi người chơi chăm ngoan thì sẽ có thể yêu cầu những thứ này một cách suôn sẻ hơn rất là nhiều. Ok, đây là mách nước chân thành từ mình đó nha. Thậm chí biết đâu đấy là còn được thưởng những thứ khác nữa. Ok, cố lên anh em. Đến với câu hỏi thứ hai, đó là nếu như anh em không muốn ghi vào căn cước công dân của anh em, không muốn điền cái không muốn cung cấp cái phần thông tin chính chủ của anh em thì anh em có thể làm như thế nào? Thì theo mình thấy một số người dùng để lại bình luận rằng có thể điền bừa. Mình xin nhấn mạnh lại là đây là thông tin từ người dùng cung cấp, từ người chơi, từ tổng hợp trên mạng. Họ cho rằng là có thể điền bừa vào mà vẫn có thể hoạt động được. Cá nhân mình không khuyến khích anh em làm theo cách này cho lắm. Cái cách này nó có thể mang lại những cái kết quả mà trong tương lai anh em không thể dự đoán được. Nói chung là theo mình thì anh em hãy cân nhắc trước khi hành động làm theo bước thứ hai. Hãy cân nhắc cái cách thứ nhất trước. Sau cách số 1 và cách số 2 thì cách số 3 là gì đối với những trường hợp này? Cách số 3 đó là anh em có thể không tham gia cái Genshin Fan Tab nữa, bằng cách anh em có thể tải file APK nguồn thứ 3 từ những trang uy tín để có thể sử dụng được bản quốc tế. Hoặc anh em có thể chuyển đổi cái store của anh em trên iOS hoặc là
Android để có thể tải được bản Genshin quốc tế từ chính chủ. Về những cái phương pháp này thì trên mạng đã có rất nhiều hướng dẫn rồi, anh em có thể làm theo. Dùng bản quốc tế thì anh em có thể chơi bình thường bởi vì nó vẫn là tài khoản của anh em và vẫn là server của MiYoYo. Tuy nhiên thì nó sẽ có những cái hạn chế về việc thanh toán. Về những cái hạn chế này là gì thì mình thấy một số người chơi để lại bình luận rằng là sẽ có thể là không mua được đá sáng thế và không mua được thẻ tháng, chỉ dùng được bản Samsung hoặc là bản của FunTap thì mới thanh toán được. Như vậy thì vẫn còn một cái hướng nữa, đó là sử dụng Samsung, nhưng mà nó liên quan nhiều đến cái phần thiết bị rồi. Hiện tại mình đang chơi trên PC thì không gặp cái tình trạng là yêu cầu phải nhập thông tin thế này. Trong tương lai có phải nhập hay không thì mình chưa rõ. Và như mình đã nói thì đó là mình không gặp cái tình trạng này, thành ra là trên đây chỉ là những cái phần mà mình tưởng tượng ra, anh em có thể sẽ đặt câu hỏi thôi. Nếu như anh em có thêm những câu hỏi nào khác về cái vụ việc này của Genshin FunTap này thì hãy để lại bình luận nhé. Ngoài ra nếu như anh em biết thêm thông tin thì hãy để lại bình luận để giúp đỡ những người chơi khác ở phần bên dưới nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Mình nghĩ là không biết là những cái tựa game khác chung nhà phát hành HoYoVerse này đã có cái tình trạng này chưa. Nếu như Genshin đã bắt đầu có thì những tựa game khác như kiểu là Honkai Star Rail, rồi Zealous Tornado và mấy nữa có thể nó cũng sẽ có những cái thu thập như thế này. Ok anh em, trên đây là những cái phần chia sẻ nhanh của mình về cái phần vụ việc hoảng loạn này của anh em nhé. Anh em có suy nghĩ như thế nào về vụ việc này, hãy để lại bình luận nha. Cảm ơn anh em. Nếu anh em đang gặp cái form này thì chúc anh em nhập thành công và trải nghiệm game một cách mượt mà như cũ nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Chúc anh em một ngày thật vui. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video sau nhé.